đời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm trăng nhô lên cao chẳng gã trên đầu núi. Mình vừa nghe một đoạn nhạc test qua chức năng đĩa mà đi. Mình nghe tiếng hát ca sĩ Thanh Tuyền đúng không? Bây giờ em sẽ test nhạc không lời cho mình tham khảo nha. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Kenwood VH5. Dàn này full chức năng, CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Bây giờ mình sẽ quay mặt sau luôn. Phía sau dàn hỗ trợ của AUX, hai đầu Avera 3.5. Mình dùng ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Hỗ trợ ngõ optical in dùng giải mã DC kết nối mắt TV và tín hiệu quang. FM là FM tần số là 90 MHz. Công suất của amply là 53W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Công suất lo là 60W trên cặp lo. Đây là mặt sau của lo của dàn, rất đẹp. Dàn này full chức năng có optical giải mã DC nên mình có thể kết nối mắt TV hoặc là TV bình thường đều được. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass hai bức. Đây. Chỉnh tông. NB1, NB2 là chỉnh bass hai bức, chỉnh được sound direct và nhiều chức năng khác ở trên dàn, như là mình cái nó ao ít, cái nó điện thoại, cắm ngõ phone, rồi chuyển ngõ HCD mà đi, chuyển bài, rất nhiều chức năng ở trên này. Và ngoài ra cái amply này nè, mình có thể để nằm hoặc là để đứng được. Nếu mình để nằm thì cái màn hình nó xoay nằm như vậy, khi mình để đứng nó sẽ xoay cái màn hình đứng lên để phù hợp với cái chiều của amply. Chiều cao của lo là 22cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Hình thức dàn rất đẹp, trưng bày cho phòng khách rất là ok, hoặc để cho phòng ngủ đều được. Diện tích phòng sử dụng tốt cho dàn này là 20-25m2. Em xin nhắc lại, đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu ở nhà mình có ổn áp, mình có thể lấy điện 100-110V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn, hoặc có thể mua đổi nguồn bên em. Giá bán chỉ bao gồm giá bộ dàn, không bao gồm tiền của đổi nguồn, tiền của dây kết nối điện thoại và phí ship là em không bao. Nên các anh vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện lúc nhận hàng. Đây là số điện thoại bên cửa hàng em, 0931 008 099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn hoặc nhắn tin Zalo cho em để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau của bộ dàn Kenwood VH5 qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình mua hàng. Mình đang nghe nhạc không lời qua chức năng đĩa MD. MD là đĩa của Nhật, có thể xóa và chép nhạc. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo yêu cầu. Các thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ đem chép nhạc vào đĩa MD cho mình. CD là dạng đĩa nút, rất là sang trọng. Đây, cái khe đĩa nút như vậy mình bỏ vào, nó tự nút vào. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD nha. Em lấy MD ra, các nào có nhu cầu mua MD thì liên hệ em. Oh,
trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đó vô dung. Sớm nỡ tôi tàn, xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dàng. Chỉnh bass hai mức trên vàng nên cho chất lượng âm thanh rất là mượt mà, tiếng bass rất là sâu và chắc. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua bộ vàng cây Wood VH5 thì liên hệ đến số điện thoại trên bài đăng giúp em 0931 008 099.